chào các bạn. Hôm nay công ty Ngọc Phương Nguyên xin giới thiệu đến các bạn dòng máy mài lưỡi bào thẳng. Model của máy là MD400. Máy có thể xử lý ở góc độ từ 34 cho đến 42 độ và chiều dài lưỡi mài lên đến 410 mm. Và sau đây tôi xin giới thiệu chi tiết và tổng quan về máy. Máy sẽ bao gồm 3 bộ phận chính: bàn gá lưỡi bào, tay vặn điều chỉnh góc nghiêng, ray trượt, và bộ phận cuối cùng là động cơ mài. Động cơ mài của máy sẽ sử dụng nguồn điện 220V hoặc 380V. Ở vị trí này là công tắc bật và tắt động cơ. Máy sẽ được tích hợp một bình nước tưới nguội trong quá trình mài. Vừa rồi là tôi đã giới thiệu cho các bạn về dòng máy mài lưỡi bào gỗ. Các bạn có nhu cầu có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc truy cập hình link hiển thị trên màn hình. Xin chân thành cảm ơn.